xót xa bữa cơm cuối đời của tử tù Trương Mỹ Lan uất nghẹn, không nuốt nổi khiến ai cũng đau xót. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Sắc Màu Tâm Linh. Quý vị thân mến, chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án là tử hình. Như vậy, nếu bà Lan không kháng cáo, không xin ân giảm hoặc đơn kháng cáo, đơn xin ân giảm không được chấp nhận thì chỉ còn vài ngày nữa thôi Trương Mỹ Lan, bà chủ của đế chế Vạn Thịnh Phát lưng lẫy một thời, sẽ chính thức bị hành hình. Có thể nói, từ trước đến nay, tâm trạng, lời nói hay việc làm của tử tù vào ngày cuối cùng thường được mọi người rất quan tâm. Trong khi đó, Trương Mỹ Lan lại là một kẻ tử tù hết sức đặc biệt. Bà là người chủ mưu trong vụ đại án kinh tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhận tội đến giây phút cuối cùng. Về số tiền mà bà này lừa đảo, nó lớn đến mức người ta thậm chí không thể đếm được. Vậy, bữa ăn cuối cùng của người phụ nữ này có gì đặc biệt và nó được diễn ra như thế nào? Có điểm gì khác so với những tử tù khác hay không? Tất cả sẽ được chúng tôi bật mí trong video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi và tìm hiểu. Thưa quý vị, con đường phạm tội của các tử tù là khác nhau. Có người gây tội vì thù hận, vì lợi nhuận, bị đồng tiền che mờ nhận thức. Lại có người gây án chỉ vì những phút không thể kiềm chế bản thân. Thế nhưng, với những người tù khi lĩnh án tử và trước giờ thi hành án, bữa cơm cuối cùng bao giờ cũng nghẹn đắng nơi cổ họng. Dù đã gây ra tội gì, nghiêm trọng đến đâu, thì những giây phút cuối đời của tử tù cũng được xem là thiêng liêng và rất đáng được tôn trọng. Theo nhiều học giả, bữa ăn cuối cùng của tử tù được bắt nguồn từ thời cổ đại và được duy trì như một thông lệ cho đến ngày nay. Đây được coi như một ân huệ cuối cùng dành cho những người đã gây tội ác và chuẩn bị phải đối mặt với hình phạt cao nhất của pháp luật. Ở các nước phương Tây, bữa ăn cuối cùng của những người sắp bị thi hành án tử hình thường là pizza, gà rán, nước ngọt, trái cây, theo nguyện vọng, yêu cầu của họ. Còn tại Việt Nam hiện nay, theo Điều 27 Luật Thi hành Tạm giữ Tạm giam, người bị tạm giữ tạm giam được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau, thịt, cá, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện và nước sinh hoạt. Đối với người bị kết án tử hình, bữa cơm cuối cùng của họ sẽ được ăn uống gấp 25 lần so với tiêu chuẩn của ngày bình thường và sẽ được ăn những món mà mình yêu thích. Định mức trên do nhà nước cấp và quy ra tiền theo thời giá thị trường ở địa phương nơi có cơ sở giam giữ. Thủ trưởng cơ sở giam giữ sẽ là người quyết định việc hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế. Nói một cách dễ hiểu, nhà nước cho phép ăn gấp 25 lần ngày thường, cơ sở giam giữ có thể quy ra tiền. Chẳng hạn một ngày người bị tạm giam được ăn với định lượng giá trị tương đương 20.000 đồng, gấp 25 lần là 500.000 đồng. Số tiền này có thể được hoán đổi thành một bữa ăn cho người tử tù theo yêu cầu của họ hoặc trại giam tự chuẩn bị. Tuy nhiên, đây là mức tối đa, không phải bữa ăn cuối nào cũng có giá trị như vậy. Và đây có thể xem như là bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc tử tù bị bắt giam, nhưng cũng là bữa ăn mà không một tử tù nào mong đợi. Và có lẽ, bữa cơm cuối cùng của bà Trương Mỹ Lan cũng sẽ như vậy. Trước đó, vào phiên tòa xét xử cuối cùng, bà đã khóc nức nở liên tục trong 45 phút và tâm sự rằng khi trở về trại giam, hàng đêm tôi luôn day dứt một câu hỏi là vì sao tôi và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Tôi nhớ rõ ngày tôi bị bắt tạm giam khi đang đi trên đường buổi tối. Bị cáo Lan nói và cho rằng mình nhớ rõ từng thời khắc trôi qua trong suốt 17 tháng bị tạm giam. Có những lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi dấn thân vào thương trường khắc nghiệt, vào hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo. Những ngày tháng tạm giam, gánh chịu cái rét của mùa đông miền Bắc hay ngày nắng nóng như đổ lửa ở phương Nam là những ngày chập chờn không ngủ được. Tôi nghĩ cảnh chồng và cháu tôi cũng đang bị tạm giam. Nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân, gia đình, con gái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó tái phát, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bật khóc. Lúc này, chủ tọa liên tục trấn an, nhắc nhở bị cáo Lan bình tĩnh để nói lời sau cùng. Sau đó bị cáo trình bày về nguồn gốc bản thân, gia đình,
Cảm xúc của bà Lan thay đổi liên tục, lúc bật khóc nức nở, nhưng liền sau đó lấy lại cân bằng nhanh. Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ bước ngoặt định mệnh dẫn đến việc tôi phải đối diện mức án tử hình hôm nay vì tôi hoàn toàn không có sự hiểu biết gì về hoạt động ngân hàng, bà nói. Bà Lan cho biết điều đau đớn nhất suốt 17 tháng qua là vì tin vào hy vọng thực hiện đề án tái cơ cấu SCB thành công. Gia đình, bạn bè, người thân, đối tác trong và ngoài nước của bà đã đem hết tài sản đưa vào ngân hàng đảm bảo cho khoản vay tái cơ cấu tại SCB. Đối diện với quy buộc nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội, thực tâm bên trong nhận thức và hành động của tôi cùng gia đình. Bạn bè, người thân là dành công sức và sự kiên trì đưa tài sản vào để giải quyết về mặt dân sự. Tôi không quên cánh tay chìa ra khi cả gia tộc chìm trong đau thương. Tôi kính xin hội đồng xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận nhận thức và hành động này của tôi, bà Lan nói. Khi gần kết thúc phần nói lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan bật khóc to. Bà cho biết trước đó gia đình luôn sum vầy đoàn kết bên nhau. Khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù, gia đình tan nát, chồng bà cũng đi tù. Không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không? Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình TV để tìm cháu ruột, chồng, người thân của tôi. Tôi tan nát cả cõi lòng. Dù sao tôi cũng là phận đàn bà. Tôi đau không thể diễn tả thành lời. Không chỉ riêng vụ án của bà Trương Mỹ Lan, một năm Việt Nam đã hành quyết bao nhiêu tử tù phạm tội nghiêm trọng. Ăn bữa cơm cuối cùng, hút điếu thuốc, viết tâm thư sám hối là những việc làm của tử tù trước giờ thi hành án. Đây là cái kết, sự trả giá thích đáng đối với sát thủ từng gây ra các vụ trọng án xôn xao dư luận. Bát phở còn nguyên, tử tù Trương Ngọc Diệp không tài nào bật được lửa để hút thuốc. Trương Ngọc Điệp, sinh năm 1981, trú tại đội 5, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2005, Điệp phải thi hành án tại trường bắn Cầu Ngà, phía sau trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Tờ Pháp Luật và Xã hội viết, khi ký vào quyết định thi hành án tử hình của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, bàn tay Điệp run run đặt lên tờ giấy để viết tên mình lên đó. Khi được ra ngoài ăn bữa cuối cùng và viết thư về cho gia đình, bát phở bò để nguyên mà tử tù này không hề động đũa. Bàn tay Điệp lóng ngóng cầm bút để định viết những dòng trăng trối cho mọi người trong gia đình rồi người tử tù liên tục run lên từng chập, từng chập. Điệp lóng ngóng rút một điếu thuốc Vinataba nhưng rồi không tài nào bật lửa được. Một chiến sĩ cảnh sát đứng cạnh đó phải châm thuốc cho. Hai chiến sĩ bảo vệ dìu Điệp ra xe ô tô để tới trường bắn. Điệp rít nốt điếu thuốc rồi đứng dậy. Ngay lập tức, Điệp khuỵu xuống, hai chiến sĩ bảo vệ liền xốc nách hai bên đưa ra xe. Điệp bị cột chặt vào cọc tre bằng những sợi dây thừng chắc chắn, hai mắt bịt băng đen. Rồi đội xạ thủ gồm 6 người dàn hàng ngang phía trước, cách tử tù vài mét, tờ Cảnh sát Toàn cầu thuật lại khoảnh khắc cuối cùng của tử tù Trương Ngọc Điệp. Tử tù Văn Đình Hiếu, tôi không ăn nổi. Bị thua bạc và trở thành con nợ, Văn Đình Hiếu, 25 tuổi, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế, đã giết bà ngoại và làm ông ngoại bị thương để cướp của. Hiếu đã phải lĩnh án tử theo phán quyết của tòa án về tội giết người, cướp của. Theo miêu tả của báo Ninh Thuận, trước giờ thi hành án, bữa ăn cuối cùng của Hiếu là món xôi gà. Thế nhưng, tử tù này chỉ mở to đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng và cúi nhìn bữa ăn một cách vô thần. Sau lời nói ăn một chút đi của cán bộ trại giam, Hiếu hít một hơi rất sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp, tôi không ăn nổi. Cho tôi một ly cà phê đen. Sau đó, tử tù này giơ đôi bàn tay bị còng bưng ly cà phê nhấp một ngụm. Khi được hỏi có nhắn gì về cho gia đình không, Hiếu đáp trong hơi thở run rẩy, nhờ chuyển lời mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi, xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Tử tù chỉ ăn được một miếng. Đó là trường hợp của tử tù Phạm Văn Hội, sinh năm 1987, quê Ninh Bình, tạm trú huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Hội đã giết bạn thân của mình để cướp của rồi lôi xác nạn nhân ra giữa lô cao su, sau đó chất lá đổ xăng thiêu xác để phi tang. Ngoài ra,
Tử tù này từng nhận hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Trước giờ thi hành án, Hội Lập Cập đứng lên với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát, khuôn mặt tái nhợt. Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, Hội Lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng. Nhưng rồi, tử tù này cũng chỉ ngồi nhìn chân chân vào bức tường trước mặt. Cán bộ quản giáo phải động viên mấy lần Hội mới run run cầm đôi đũa lên nhưng cũng chỉ ăn một miếng lấy lệ rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định, theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng. Tử tù Nguyễn Toàn, sinh năm 1971, B. Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, cũng đã không ăn nổi bữa cơm cuối cùng. Sau khi nhận án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vào tháng 12 năm 2013, tử tù Nguyễn Toàn đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lo mổ yên mả đẹp vì gia đình từ chối nhận xác. Vợ của tử tù phân trần lý do từ chối nhận xác chồng bởi hoàn cảnh khó khăn. Sau khi công bố đơn xin ân xá bị bác, tử tù sẽ được ban giám trại chuẩn bị cho bữa ăn ân huệ. Cùng đó họ sẽ được tạo điều kiện viết thư, nhắn tin cho người thân qua máy ghi âm. Bữa cơm ân huệ có thể là xôi gà, phở, bánh bao nhưng bao giờ cũng có thêm ấm trà cùng bao thuốc lá. Đây là bữa cơm thịnh soạn nhất từ lúc tử tù bị bắt giam. Bữa cơm ngon nhưng trong quá trình bị biệt giam, không tử tù nào dám đòi hỏi hoặc mong đợi đón nhận. Tử tù Nghiêm Văn Min hướng thiện trước ngày trả án. Nghiêm Văn Min, quê Quảng Ninh, là một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng giết người thuê trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng với giá 30 triệu đồng hồi đầu năm 2011. Bản án cuối cùng dành cho sát thủ 41 tuổi là tử hình. Hơn 6 năm ngồi trong buồng biệt giam, Min tỏ ra khá bình tĩnh, khác hẳn nhiều tử tù. 3 giờ một ngày trung tuần tháng 8, cán bộ trại giam đánh thức tử tù Min. Biết ngày trả án, Min ngồi bật dậy, lặng lẽ. Anh ta tắm gội sạch sẽ, ăn hết phần ăn được chuẩn bị sẵn. Sau đó, Min chậm rãi ngồi vào bàn uống nước, nhấp ngụm trà xanh. Được phép viết thư cho người nhà, Min gửi lời tạ tội với toàn gia tộc vì đã gây ra tội ác, cướp đi sinh mạng của người khác. Bức thư dài, Min viết kín cả hai mặt giấy. Trong thư, có đoạn tử tù dặn dò người vợ, anh còn ít tiền mà em đã gửi cho anh ở lưu ký của trại. Anh muốn để lại cho một người bạn tù vì anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nuôi. Vị quản giáo trực tiếp quản lý Min những ngày chờ thi hành án tử cho hai tử tù quê đất cảng chấp hành rất tốt các quy định ở trại. Từng lời nói, mỗi hành động của anh ta đều thể hiện sự hối hận. Ở nơi biệt giam, Min 4 lần viết đơn xin được thi hành án sớm bởi sự dày vò tội lỗi đã gây ra. Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa ghi vội vài dòng trước khi thi hành án. Nhiều năm trước, tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa, quê Hải Phòng, cũng phải thi hành án tử hình. Tử tù sinh năm 1988 là hung thủ sát hại bạn gái, chặt xác phi tang trong tòa chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào giữa năm 2010. Theo cán bộ trại giam, suốt từ lúc bị bắt cho đến khi ra tòa, Nghĩa lạnh lùng, vô cảm. Trong phòng biệt giam, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịnh thượng với các phạm nhân khác. Sau khi đơn xin ân giảm bị bác và biết mình phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít. Có thời điểm khoảng 2 đến 3 giờ tử tù này lại thức dậy ngồi trầm tư. Kể từ lúc đó, anh ta tuyệt thực và có những hành động tự tìm đến cái chết. Nhiều lần được cán bộ trại giam động viên và trấn an tâm lý, Nghĩa mới tĩnh tâm trở lại. Ít giờ trước khi đến nơi thi hành án, Nghĩa trò chuyện cởi mở với những người xung quanh. Thi thoảng, anh ta khẽ mỉm cười. Tuy nhiên, lúc kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng thấy tim anh ta đập nhanh hơn. Được phép viết thư cho người thân, Nghĩa chỉ cầm bút ghi vội vài dòng ngắn ngủi. Bức thư viết, mẹ, anh, các chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ Nguyễn Đức Nghĩa. Một tử tù cười khẩy trước khi chết, xuống đấy đủ mâm 7 người. Ở những giờ khắc sinh tử của đời người,
nhất là khi cái chết đã được báo trước như những tử tù, tâm trạng của họ thường có những diễn biến bất thường. Rất nhiều diễn biến về các cuộc thi hành án của các tử tù được báo giới trong nước miêu tả cặn kẽ. Nhưng có lẽ, tử tù có phát ngôn sốc với thái độ bình thản, thậm chí là cười khẩy như ông trùm ma túy Vũ Xuân Trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vụ án Vũ Xuân Trường là một vụ án về ma túy gây chấn động trong thập kỷ 90. Nữ thẩm phán Hoàng Tân Thanh ở 369 Trường Chinh, Hà Nội, người giữ vai trò chủ tọa phiên tòa xử vụ Vũ Xuân Trường chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin, vụ án này có 22 bị cáo với hơn 3.000 bút lục. Hơn 200 cảnh sát được giao nhiệm vụ để đảm bảo an ninh cho phiên tòa, gần 20 chiếc xe chở phạm nhân đi thành một hàng dài trên phố. Đại đa số các bị cáo đều là những người có trình độ học vấn, am hiểu luật pháp. Đặc biệt, kẻ cầm đầu Vũ Xuân Trường nguyên là đại úy, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy phòng 5, C-14, nay là C-45, Bộ Công an. Rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1998, tại trường bắn cầu Ngà, Từ Liêm, Hà Nội, tử tù Vũ Xuân Trường cùng 6 tử tù khác phải thi hành án. 6 người này gồm Bùi Danh Ca, nguyên đại úy, đồn phó, kiêm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu Tây Trang, Lai Châu, Vũ Phong Mã, nguyên đại úy, trưởng phòng hậu cần công an Lai Châu, Đào Xuân Xe, lái xe công ty vận tải ô tô số 3, Nguyễn Trọng Thắng, Dương Ngọc Thắng đều là công an ở Lai Châu và Lại Thị Ngấn, không nghề nghiệp. Mỗi người được mang đến một bát phở, một cốc nước, một điếu thuốc. Hầu như không ai ăn. Xuân Xe húp ít nước rồi đặt bát xuống. Vũ Phong Mã rít thuốc thật sâu như để giấu đi sự hoảng sợ. Lại Thị Ngấn đầu tóc bơ phờ, đôi mắt thất thần. Chỉ có Vũ Xuân Trường xỏ hai tay vào túi. Lần lượt các tử tù làm thủ tục kiểm tra danh chỉ bản. Lại Thị Ngấn chưa kịp lăn tay đã ngất xỉu. Hai nữ y tá phải bế sốc Ngấn ra bên để tiêm thuốc trợ tim. Một lúc sau Ngấn tỉnh lại. Trường tiến đến bên cạnh cười khẩy, thế là thêm một con ca ve xuống đấy đủ một mâm 7 người. Nghe thấy thế, Ngấn vừa trừng mắt nhìn Trường bằng đôi mắt căm thù vừa chửi tục, thằng mặt. Trường vờ như không nghe thấy gì, tờ đời sống và pháp luật thuật lại. Đại úy Lê Quý L, cán bộ trường bắn cầu Ngà đã chứng kiến vô số cuộc thi hành án. Thế nhưng, ông nhớ nhất là đêm thi hành án 7 tử tù vụ Vũ Xuân Trường. Ông chia sẻ trên tờ Pháp luật và Xã hội, trước giờ ra pháp trường, các phạm nhân đặc biệt cãi nhau chí chóe. Bùi Danh Ca mắng Vũ Xuân Trường vì cho rằng trước khi chết, còn ra điều trách móc một anh phóng viên đang ghi lại hình ảnh của hắn. Mắng Trường xong, Ca xin cán bộ cho phép hắn được hát bài Tình Cây và Đất. Cả nhóm phạm nhân lặng đi, rồi hát theo và khóc. Vũ Phong Mã phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng cách nhắc nhở đồng phạm của mình, Ca ơi! Mày đừng có mải hát quá mà quên đeo găng tay đấy nhé. Mày mà quên là gia đình không tìm thấy xương tay của mày đâu. Tờ Tuổi Trẻ đã ghi lại lời của chị Lê Thị Hằng, người sống cạnh trường bắn cầu Ngà, liên quan đến buổi thi hành án Vũ Xuân Trường như sau. Có nhiều tử tù người mềm nhũn khi đi qua khoảnh sân nhà chị, mặt rũ rượi trong giây phút cuối đời. Nhưng cũng có tử tù như Vũ Xuân Trường, trùm ma túy khét tiếng, lúc ra pháp trường hình như biết tội lỗi quá tày đình nên chỉ mỉm cười với cán bộ thi hành án mà không một lời khóc than. Được biết, sau 3 năm Vũ Xuân Trường thi hành án tử, gia đình đã làm đơn xin bốc hài cốt đưa về an nghỉ trong khu mộ của dòng họ ở Kiến Xương, Thái Bình. Tử tù duy nhất đủ sức ăn nửa con gà quay trước giờ thi hành án. Đó chính là câu chuyện về tử tù Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971. Dĩ An, Bình Dương, một giang hồ có tiếng ở miền Nam những năm sau giải phóng. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, Phước Tám Ngón phải thi hành án tử tại trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đại úy M, nhà tạm giam công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi chia sẻ về bữa cơm cuối của tử tù trên tờ Khoa Học và Đời Sống đã nhắc đến Phước Tám Ngón như sau, trong lịch sử tử tội, hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh thưởng thức bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải giã từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp, hiếp, giết máu lạnh Phước Tám Ngón, Nguyễn Hữu Thành là đủ sức ăn sạch sẽ bữa ăn với nửa con gà quay béo ngậy.
Có người gọi Phước là một giang hồ, một tướng cướp khét tiếng. Lại có người gọi bằng cụm từ sát thủ máu lạnh. Phước cũng là người từng gây ra vụ vượt ngục chấn động tại trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là tám ngón bởi tay trái của Phước bị cụt mất hai ngón. Căn nguyên chẳng phải do tai nạn, đánh nhau mà là do Phước tự kê dao chặt tay mình năm 16 tuổi khi bị mẹ mắng. Một chuyện không tưởng nữa về thời niên thiếu của Phước là hắn đã trói cha mình rồi thả xuống giếng. Khi người cha bất tỉnh thì Phước mới kéo lên. Xin dâu bằng một khẩu súng. Theo thông tin trên báo Bưu điện Việt Nam, thời niên thiếu, Phước bỏ nhà đi bụi, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc. Cuộc đời Phước là liên tục những vụ trốn trại, bắt giam và rồi mua súng lập băng cướp. Chuyện kết hôn của Phước kết hôn với thiếu nữ L. T cũng có vô vàn ly kỳ. Bởi chẳng có lễ cưới, không xe hoa mà hắn đến xin dâu bằng một khẩu súng. Gia đình T vô cùng sợ hãi nên đành để Phước đưa con gái mình đi đâu thì đi. Trước đó, dù biết T đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới với người yêu, Phước đến nhà, bắt T phải đi chơi cùng rồi nhắn nhủ. Từ chối cũng được, nhưng đàn em của Phước có làm điều gì đó với T và gia đình cũng cố gắng thông cảm cho. Quá sợ hãi, T đành phải đi theo Phước. Cuộc vượt ngục không tưởng bằng do Lam. Liên tục gây ra những vụ cướp nghiêm trọng, mua vũ khí, Phước bị tuyên tử hình đến hai lần. Trong đó, khi bị giam trong trại giam Chí Hòa, hắn đã lên kế hoạch và vượt ngục vào đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995. Đây là cuộc đào tẩu khét tiếng với những tình tiết tưởng như chỉ có trên phim ảnh. Phước đã dùng dao lam cưa đứt chiếc cùm chân. Để tránh bị quản giáo phát hiện, hắn đã lấy sợi vải cho vào chỗ cưa rồi đốt để nhựa vải phủ kín vết cưa. Tối ngày 26 tháng 3 năm 1995, Phước tháo cùm chui nhà vệ sinh, sau đó khoét tường chui ra. Hắn dùn quần áo và mọt chiếc khăn nối thành dây đu xuống nhưng dây đứt nên Phước ngã bất tỉnh. Hơn một tiếng sau khi tỉnh lại, Phước trèo lên cột điện leo qua hàng rào. Tuy nhiên, vẫn chưa ra được bên ngoài trại giam mà mới ra khu nhà ở của cán bộ quản giáo. Hắn ăn trộm một bộ đồ quản giáo, trộm cả đôi dép rồi mặc vào, dắt xe đạp liều mình đi qua cửa chính của trại giam. Qua bốt gác cổng, hắn thản nhiên nói đi uống cà phê và không bị nghi ngờ. Vậy là cuộc đào tẩu đã thành công. Chuyện lạ ở mộ Phước tám ngón. Sau khi bị thi hành án tử vào ngày 22 tháng 10 năm 1996, ông Ba Son, tên thật Lữ Văn Sơn, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, một người từng làm phu mộ Trường Bắn, chính là người đã đứng ra xây lại mộ cho Phước tám ngón. Nhiều người vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện những người nghiện lô để đến thăm mộ Phước rồi không quên xin số đề hoặc con lô. Có một thời gian, vỏ chai bia được để dày đặc ở phần mộ của Phước tám ngón. Thậm chí, có người còn mang cả con heo sữa quay đến đó. Theo thông tin trên tờ Infonet, tại ngôi mộ của Phước tám ngón ở Trường Bắn Long Bình, một thời, ông Ba Son từng chứng kiến nhiều chuyện lạ khác. Ông bảo, cả đời làm phu mộ nhưng chưa từng chứng kiến trường hợp nào như mộ Phước. Một năm sau khi hành quyết, đàn em của Phước đến bốc hài cốt để làm trọn đạo nghĩa nhưng khi nắp áo của Phước vừa bật ra, đám đàn em của gã giang hồ giật mình hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Bởi, không ai tin, sau đúng một năm, hình hài của Phước tám ngón vẫn còn gần như nguyên vẹn, quan tài bốc lên mùi hôi thối. Ý nghĩa thông lệ bữa ăn cuối cùng của tử tù. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng chết sau khi được ăn no sẽ giúp kiếp sau có cuộc sống tốt hơn. Một số học giả cho rằng thông lệ bữa ăn cuối cùng bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại với mục đích xoa dịu người sắp bị trừng phạt bằng cái chết. Thời đế chế La Mã, các võ sĩ được ăn bữa tối thịnh soạn trước khi ra đấu trường. Tới thế kỷ 18, những phạm nhân tại London, Anh, nếu giàu có hoặc được ưu ái có thể được ăn tiệc với khách ở ngoài nhà tù vào buổi tối trước ngày bị hành quyết. Hôm sau, trên quãng đường tới giá treo cổ, đoàn hộ tống theo thông lệ sẽ dừng lại tại quán rượu để cho tử tù uống cốc bia giải khát cuối cùng. Tại Mỹ, thông lệ bữa ăn cuối cùng được cho là du nhập từ châu Âu Trung Cổ. Khi ấy, nhiều người mê tín tin rằng chết sau khi được ăn no thì sẽ không oán giận. Ngoài lý do mê tín,
Việc Tử Tù chấp nhận bữa ăn cuối cùng cũng được coi là hành động mang tính tượng trưng, cho thấy họ đã làm hòa với cộng đồng, với đao phủ, thẩm phán và nhân chứng. Tù nhân được ăn gì trong bữa ăn cuối cùng tùy thuộc rất nhiều vào chính sách của địa phương giam giữ. Ví dụ, trước khi bỏ án tử hình vào đầu những năm 1970, bang New York rất hào phóng, cho phép tử tù gọi gà rán, khoai tây chiên, bánh mì, bánh kem, cà phê, sữa và thuốc lá. Bang Florida để tù nhân chọn món trong hạn mức lên tới 40 đô la Mỹ, trong khi một số bang như Oklahoma chỉ cho 15 đô la Mỹ mỗi khẩu phần. Ở bang Texas, thông lệ bữa ăn cuối cùng được áp dụng năm 1924. Một số tử tù thường gọi số lượng phần ăn tráng miệng bằng với số lượng bạn tù, coi như quà tiễn biệt vào đêm hành quyết. Tới tháng 9 năm 2011, tử tù tên Lauren Brewer gọi rất nhiều món, gồm 2 miếng bít tết gà, 3 bát fajitas, bánh hamburger phô mai, nửa cân thịt nướng hun khói, 1 bát đậu bắp nướng, bánh pizza, 1 thìa kem, nhưng cuối cùng bỏ ăn vì lý do không đói bụng. Hành động ngỗ ngược của Lauren khiến Sở Tư pháp bang Texas sau đó bãi bỏ thông lệ bữa ăn cuối cùng. Trước kia, tù nhân thường được cho uống rượu hoặc hút thuốc trước khi bị hành quyết, đặc biệt nếu phải đối mặt với đội xử bắn. Đây là hành động thể hiện sự thương cảm, nhưng cũng là để tử tù bình tĩnh, hợp tác hơn trong những giây phút cuối. Ngày nay, không tử tù nào ở Mỹ được phép uống rượu hay hút thuốc lá trước khi hành quyết. Trung Quốc cổ đại cũng có thông lệ cho người sắp bị hành quyết ăn bữa cơm cuối cùng, hay còn gọi là cơm đoạn đầu. Theo sử sách, lệ này xuất hiện sớm nhất từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau khi Sở Trang Vương dẹp yên các quý tộc và đại thần làm phản. Để thể hiện sự bao dung và thu phục nhân tâm, ông hạ lệnh cho người bị kết án được ăn bữa cơm ngon trước khi bị xử trảm một ngày. Sau đó, các nước chư hầu cũng mô phỏng cách làm này. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng chết khi no bụng là cái chết tôn nghiêm, giúp tử tù đầu thai vào gia đình tốt hơn ở kiếp sau. Ở thời Tống, Tống Thái Tổ khi vừa mới lập quốc đã đặt ra quy tắc mỗi tử tù trước khi chết sẽ được khẩu phần ăn đáng giá 5 quan tiền, đủ để có được bữa cơm thịnh soạn. Nhưng do quy tắc ngầm trong nhà lao và tham nhũng, số tiền này bị giảm đi đáng kể khi tới tay tử tù. Nỗi ám ảnh của đầu bếp nấu bữa ăn cuối cho tử tù. Lúc mới bước chân vào nhà tù Huntsville, bang Texas, Mỹ, khi quản giáo hỏi có thể làm được những việc gì, Brian Price trả lời mình là nhiếp ảnh gia nhưng có thể chơi nhạc. Nghe vậy, viên quản giáo khuyên, ở đây những nghề đó không có nhiều việc, anh nên học nghề bếp thì hơn. Thế là Brian trở thành người chuyên nấu bữa ăn cuối cùng cho các tử tù suốt 11 năm ròng sau đó. Nghề bất đắc dĩ. Brian Price bắt đầu học nghề với Kerry Parek, từng là đầu bếp 4 sao ở El Paso, bang Texas, với biệt danh chụp cống vì mỗi lần ra khỏi nhà bếp thể nào Kerry cũng thó món nào đó đáng giá. Có lần Kerry nhét vào một bên ống quần cục bơ đậu phộng nặng tới 3,5 kg, còn ống quần bên kia giấu cũng chừng đó kẹo dẻo, tất cả đều bọc trong giấy bóng kiếng. Kerry truyền lại những kiến thức cơ bản để Brian có thể nấu súp cho 1.800 tù nhân trước khi phạm nhân này được yêu cầu chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho tử tù. Đó là vào năm 1991, tức 2 năm sau khi Brian vào tù vì tội tấn công tình dục vợ cũ và bắt cóc em trai vợ. Lần ấy, đầu bếp phải nấu ăn cho tử tù bất ngờ bị ốm nên Brian phải thay thế. Bữa ăn cuối cùng hôm đó Brian làm theo yêu cầu của một tử tù đã bắn chết người trong lúc đi cướp cửa hàng tạp hóa. Được yêu cầu ăn bít tết bò làm từ thăn chuột, nhưng vì không có thứ thịt hiếm và đắt đỏ đó nên Brian phải dùng sườn bò chữ. Loại được lò mổ nằm trong hệ thống nhà tù của bang cung cấp và đã cố gắng hết sức mình để làm được món bít tết mà theo Brian là ngon nhất. Hôm sau, quản giáo gọi Brian lên phòng làm việc, bảo rằng tử tù trong giờ phút cuối cùng đã gửi lời cảm ơn tới cha tuyên úy và Brian, người đầu bếp đã làm nên món bít tết xuất sắc. Trước Brian, việc thi hành án tử diễn ra vào ngày nào thì đầu bếp trực hôm đó sẽ nấu bữa ăn cuối cho tử tù. Brian cũng không hiểu vì sao mình lại được giao chuyên làm công việc đó nên ban đầu cũng chẳng thích. Nhưng sau khi nghe một phạm nhân được giao dọn dẹp vệ sinh phòng thi hành án kể rằng, anh ta không sợ máu của tử tù dính trên băng ca, mà lại bị ám ảnh bởi dấu bàn tay nhơm nhớp mồ hôi. Vết son môi,
những giọt nước mắt của người thân tử tù vương trên ô cửa kính nhỏ khi quan sát từ phòng bên cạnh. Thì Brian đã thay đổi suy nghĩ, tôi làm việc như thể người anh em của tôi nằm trên chiếc băng ca đó và tôi đang nấu cho họ ăn, Brian tâm sự. Trả lời phỏng vấn của báo Anh The Guardian, Brian bày tỏ rằng mình cố gắng để khiến các tử tù có được cảm giác khoan khoái. Dù chỉ là để đánh lạc hướng trong thoáng chốc trước khi họ bị hành hình và Brian luôn cầu nguyện trước khi khay đồ ăn được chuyển tới tử tù. Những bí mật về bữa ăn cuối cùng của tử tù. Brian tiết lộ, món được các tử tù yêu cầu nhiều nhất cho bữa ăn cuối là bánh míp kẹp có phô mai và khoai tây chiên. Trong quá khứ, nữ tử tù đầu tiên của bang Texas bị hành hình vào năm 1863 đã yêu cầu bữa ăn cuối gồm 2 trái chuối, 4 trái mận, 1 trái quýt, 1 trái dưa leo và phần salad rau xanh với nước sốt được làm từ hỗn hợp bơ, sữa cùng muối, tỏi, mù tạt, hành tây, rau thơm, rau mùi tây, thì là. Lần duy nhất Brian từ chối phục vụ bữa ăn ân huệ là trường hợp Leopoldo Navai Jr. bị tiêm thuốc độc năm 1998. Lý do vì cả 4 nạn nhân từ 11 đến 19 tuổi bị hung thủ này sát hại đều là bạn của con gái anh. Vào ngày thi hành án, Brian phải chuẩn bị xong bữa ăn cuối cho tử tù vào lúc 3 giờ 45 phút, sau đó khay thức ăn được đậy kín và đưa tới góc tây bắc của nhà tù, nơi có phòng thi hành án. Tử tù dùng bữa cuối cùng lúc 4 giờ và 2 tiếng sau sẽ bị tiêm thuốc độc. Cũng theo lời Brian, tử tù thường yêu cầu món ăn quen thuộc của quê hương mình, trong khi người Mexico muốn ăn món của xứ sở, thì người da đen lại thích chung mọi thứ, từ dồi cho tới gà chiên, dưa hấu. Món súp khoai tây của tôi cũng được đặt khá nhiều, Brian nhớ lại. Có một người đặt tôi món đậu hầm nhừ với thịt, tuy hơi khó nấu nhưng đó là món hồi bé, tử tù này thường được mẹ nấu cho ăn. Tôi hiểu rằng món đậu hầm này sẽ đưa anh ta trở về khoảng thời gian khi cuộc sống còn thanh bình, yên ả, vì thế tôi cố hầm nhỏ lửa, nên mất nhiều thời gian. Quy định cho tử tù ăn bữa cuối cùng kéo dài 87 năm ở bang Texas đã chấm dứt vào năm 2011, sau vụ Lauren Brewer yêu cầu bữa ăn khủng với rất nhiều món. 2 phần gà rán áp chảo phủ nước sốt và hành thái lát, 1 bánh kẹp khổng lồ gồm phô mai, 3 dọi xông khói gấp 3 lần bình thường, món trứng ốp lết kẹp nhân thập cẩm, tô xe lửa đậu bắp nhúng bột chiên trộn sốt cà chua, 3 phần bánh bột ngô cuộn các loại rau cùng thịt nướng kiểu Mexico, nửa lít bia và nửa cân thịt hầm với nửa ổ bánh mì trắng. Tuy nhiên, vào giờ chót, Lauren kẻ cầm đầu nhóm 3 đối tượng tra tấn dã man một người da đen quen với hắn xin đi nhờ xe. Sau đó dùng xích cột nạn nhân rồi kéo lê suốt 5 km trước khi chặt đầu, phân xác rồi bỏ đi lại không nuốt nổi bất kỳ món nào. Sau khi ra tù, Brian cưới Nita, người từng gặp trong thời gian thụ án. Lúc đó cô đang giới thiệu một chương trình phát thanh của nhà thờ được thực hiện từ trong trại. Brian đã xuất bản cuốn sách về quãng đời làm đầu bếp cho các tử tù và nhờ đó cũng trở thành người nổi tiếng dù từng có quá khứ lỗi lầm. Và trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chiêm nghiệm câu chuyện cảm động đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc sau đây. 48 giờ yêu nhau. Trời hôm nay có mưa. Những giọt mưa nghiêng nghiêng tựa như muôn vàn nước mắt của thế gian đang rơi xuống. Buồn. Gió lạnh từng cơn thổi qua khung cửa. Ngoài đường, những dòng người hối hả lao đi. Hôm nay là thứ bảy. Những ngày cuối tuần thế này, tôi thường đi cà phê, nhưng hôm nay thì không. Thôi gặm nhấm cô đơn bằng ly cà phê đắng mà bằng những cơn mưa cuối mùa. Thói quen cà phê một mình của tôi đã được bao lâu rồi? À, lẩm nhẩm, 1 năm 3 tháng 10 ngày, kể từ cái hôm chia tay anh. Nhanh quá, mới đây mà đã chừng ấy rồi sao? Lắm lúc tôi giật mình lo sợ mình mất đi ý niệm về thời gian. Anh đã có người yêu mới. Anh vẫn vui cười đi ngoài đường và không hề gọi cho tôi một cú điện thoại nào. Vậy mà, tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Một sự đợi chờ rất kỳ lạ và mơ hồ. Mong mỏi nhận được một cú điện thoại từ anh vào mỗi ngày thứ bảy. Đợi rồi thất vọng. Nhiều khi tôi tự hỏi mình đang đợi chờ cái gì. Mỗi ngày tôi đều đọc đi đọc lại những bức thư anh từng viết cho tôi. Tất cả chỉ là một cái gì xa xôi của quá vãng. Đọc xong rồi cười, rồi lại bật khóc. Đã nhiều ngày tháng,
tôi rơi vào tâm trạng trống rỗng. Không rõ buồn hay vui, trong lòng cứ rỗng tuếch, tôi đi và về như một chiếc bóng. Tôi tự thu mình trong một cái vỏ và vĩnh viễn không bao giờ muốn ai phá vỡ nó. Lắm lúc, khi một mình trong căn phòng hẹp, tôi sợ hãi mơ hồ. Tôi đã quá yếu đuối, đã quá tệ hại khi trở nên thế này phải không? Nước mắt tôi trào ra, không rõ mình có phải đang khóc không, cảm xúc cũng trở nên mơ hồ. Lát sau thì trời tạnh, đứa bạn thân rủ, đi cà phê, tao buồn quá. Lát sau nữa thì hai đứa có mặt ở một quán cà phê quen. Ít ra thì hôm nay, tôi không hoàn toàn là một kẻ cô đơn. Tôi lấy muỗng khuấy nhẹ ly cà phê đen sánh. Hớp một ngụm, đắng nghét đầu lưỡi. Cà phê đắng quá mày ạ. Tôi nhăn mặt bảo. Ừ, sao mày lại uống? Tôi bật cười, cũng giống như tao chấp nhận việc đợi anh. Nó ngán ngẩm lắc đầu, tao không có ý kiến nhiều chuyện tình yêu của mày, vì dù gì, tao cũng chỉ là bạn thân của mày. Tao chỉ cho mày biết cảm nhận của tao, thế thôi. Tao không muốn đứa bạn thân của tao khổ. Nó lặng đi ít phút rồi tiếp, vì bản thân tao đã quá khổ vì tình. Tôi mới giật mình nhớ ra, bạn mình đã trải qua mấy lần giang dở. Nó yêu hết mình, tôi vẫn nhớ cái lần tôi khuyên nó, mày yêu gì yêu cũng nên giữ lại chút gì cho mình. Thế rồi nó phớt lờ, nó bảo, mỗi người có cách sống khác nhau. Đối với tao, yêu là trọn vẹn. Rồi khi nó điện thoại cho tôi và nức nở, tôi chỉ thấy thương nó hơn bao giờ hết. Vội chạy sang chở nó đi cà phê, đi vòng vòng. Lúc ấy, nó luôn nói, chỉ có mày, một đứa không có bồ mới sẵn sàng chở tao đi khi tao đau khổ nhất. Rồi một hôm, nó bảo, tao sẽ không yêu nữa mày ạ. Tôi thở nhẹ, ừ, thà như thế tốt hơn. Tình yêu, ừ, tình yêu là gì mà sao mọi người ai cũng phải đau khổ, cũng đớn đau. Nhưng đó cũng chỉ là một công bố nhất thời khi người ta đã mất mát quá nhiều vì yêu. Bản thân con người, tận sâu trong tiềm thức, yêu vẫn là một nhu cầu, một khao khát lớn lao. Rồi nó lại có người yêu. Nó nói với tôi, tao không thể nào thực hiện được lời đã nói, tao cần một tình yêu. Tao không biết sẽ ra sao, nhưng tao đã đón chờ sẵn cuộc chia tay. Tôi lắc đầu, tại sao dẫu biết là đau khổ nhưng người ta vẫn lao vào. Con thiêu thân cũng thế, lao vào ánh sáng để rồi chết đi. Trong một lần tha thẩn trên mạng, tình cờ tôi vào blog của một người con trai có khuôn mặt góc cạnh. Đọc hết những dòng nhật ký của một người dưng, vậy mà khi không lại bật khóc. Ừ thì, cái chuyện chia tay có phải là của riêng ai? Người nào cũng có một góc cô đơn trong tâm hồn. Tôi để lại dòng comment, xin cảm ơn anh. Tôi quen biết anh từ dạo đó. Kể từ đó, tôi thường xuyên vào blog của anh như một thói quen, chỉ để lại dòng comment cảm ơn sau mỗi bài viết. Có lần, anh viết, tình yêu khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng khiến người ta đau khổ. Có lẽ, ta sẽ cô đơn, sẽ thấy tan nát nếu mất đi tình yêu, đừng né tránh nỗi đau, hãy đối đầu và làm bạn cùng nỗi đau và đơn côi. Rồi có lúc, ta sẽ bước qua được cái ranh giới nhỏ nhoi. Tôi không biết mình có bước qua được cái ranh giới mà anh nói hay không. Lòng vẫn băng giá lạnh căm. Một hôm, anh viết email cho tôi hỏi vì sao lại cảm ơn anh. Tôi trả lời vì những gì anh viết. Tôi trở thành một người bạn của anh. Chúng tôi nói với nhau nhiều về quá khứ của mỗi người, về tình yêu. Đối với tôi, anh là một người bạn ảo. Người ta có thể dễ dàng nói ra tất cả những gì bình thường người ta không thể nói khi bước vào thế giới diệu kỳ này. Hơn nữa, anh ở tận nước Nhật xa xôi. Thi thoảng, anh điện thoại cho tôi. Anh thường động viên tôi rằng em đừng bận tâm việc mình cô đơn hay không, rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn nỗi cô đơn kia, em à. Nhưng có lần, tôi hỏi ngược lại anh, thế anh có cô đơn không? Anh vẫn trải lòng mình với cô đơn trên những trang blog đó thôi, anh vẫn chưa có được một người yêu nào đó thôi. Anh chỉ im lặng, rồi lại bảo, có những thứ không phải muốn là được. Anh chưa gặp được ai có thể làm anh rung động. Tôi bận rộn với chuyện học hành thi cử, anh vẫn email cho tôi đều đặn. Lòng tôi bớt đơn côi vì ít ra, cũng có một nơi san sẻ. Anh cũng bảo,
Cảm ơn cuộc sống đã cho anh quen em. Nhóc à, một người bạn, một người em. Đừng gọi em là nhóc, đã 20 rồi. Ừ, anh gọi là bé vậy. Nhiều lúc tôi bông đùa, anh có nghĩ mình sẽ yêu lần nữa? Anh đáp lạnh lùng, không bao giờ. Rồi tôi tự hỏi mình sẽ yêu lần nữa không? Anh, người yêu cũ của tôi, vẫn thấp thoáng trong ký ức của tôi. Một ngày, khi tôi vừa tan học, có điện thoại, tiếng nói quen thuộc làm tôi giật mình. Anh đang ở Sài Gòn, em đang ở đâu? Nửa tiếng sau, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi. Ở ngoài, anh trông có vẻ hiền lành và dễ gần hơn trên blog. Anh hay cười, nụ cười cũng hiền với hai cái răng khểnh. Hai chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ nhìn nhau. Rồi anh bảo, mắt em buồn quá đó nhóc, nó không nên có ở một người 20 tuổi. Tôi trả lời, cũng không nên có ở một người 25, phải không? Hôm nay, em có thể dành cho anh cả ngày để tâm sự không? Ngày mai anh đã đi rồi. Ngày mai, nhanh vậy. Ừ, anh về đây vì công việc mà. Tôi đồng ý rồi sau đó, tôi theo anh về khách sạn anh nghỉ. Hai chúng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn. Anh nói, khi nãy anh có gặp người yêu cũ, đúng là cái gì đã qua hãy cho nó qua, một cách bình thản em à. Anh chợt quay sang nói khẽ với tôi, em hiền và dễ thương lắm nhóc. Anh nhìn tôi, im lặng, cả hai đều không nói gì nữa. Rồi tôi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn từ anh. Nụ hôn từ gần 2 năm tôi mới được nếm lại. Một cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc chảy tràn vào lòng. Con tim tôi đập gấp gáp, vội vàng. Anh dừng lại, kê sát vào mặt, nắm lấy tay tôi và bảo, chúng ta hãy yêu nhau, nhà nhóc. Tôi nhìn anh, rồi lại khẽ gật đầu. Tôi và anh đến với nhau, trao cho nhau mà lạ kỳ thay nước mắt ai cũng chảy. Hai kẻ cô đơn đang tìm đến nhau. Rồi chúng tôi rời khách sạn, tôi chở anh dạo khắp nẻo đường Sài Gòn. Thứ bảy đầu tiên, tôi nghe lòng mình thôi khắc khoải. Ngày đầu tiên trôi qua chóng vánh, tôi về nhà mà thao thức, tự hỏi mình đang làm gì. Vội vã, dễ dãi, tôi vốn không phải típ người đó. Nhưng vì sao? Tôi thở nhẹ, đổ lỗi cho con tim. Hình ảnh của người yêu cũ thấp thoáng, làm tôi bỗng nhói lòng, cảm giác có lỗi. Nhưng tôi biết mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới. Ngày hôm sau, anh bận việc với công ty suốt cả buổi sáng. Đến chiều, anh gặp tôi, cả hai đều mừng rỡ tựa như đã xa nhau lâu lắm. Chúng tôi hát khe khẽ cho nhau nghe, tôi dựa vào lưng anh và nhận ra bờ vai anh rộng quá. Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, trong khách sạn, lại quấn lấy nhau, nóng bỏng. Tôi hỏi, còn bao lâu nữa thì anh phải đi? 4 tiếng nữa em à, anh đáp, giọng buồn buồn. Chừng nào gặp lại nhau hả anh? Anh không biết em à, có thể là 1 năm hoặc hơn nữa. Anh sẽ cố gắng về thăm em. Tôi lặng im, vùi đầu vào ngực anh, tay quàng qua ôm lấy anh. Chẳng lẽ yêu nhau mà chỉ gặp nhau mỗi năm một lần sao anh? Tôi nhìn anh đợi lời đáp. Anh thì thầm, đợi anh, em nhé, khi anh đã có đủ những cái anh cần phải có, anh sẽ về cùng em. Và mình sẽ mãi bên nhau. Chắc khoảng hơn 5 năm, anh sẽ về đây sống cùng em. Quan trọng cả hai có được niềm tin. Tôi không đáp. Đợi, tôi sẽ phải đợi bao lâu? Và tôi có đủ kiên nhẫn để đợi không? Liệu trong khoảng thời gian quá dài xa anh, tôi có đủ bản lĩnh để giữ mình thoát khỏi những cám dỗ bình thường của một con người? Và anh có thực hiện những gì anh đã nói? Có thật anh đang yêu tôi hay chỉ nhất thời muốn chung đụng thể xác? Sao anh lại có thể yêu tôi nhanh đến vậy trong khi ngần ấy thời gian anh đã sống trong cô đơn? Rồi tuổi xuân của tôi có chờ tôi không? Phải làm sao khi anh trở về, tôi không còn trẻ đẹp và anh sẽ có người khác? Bao nhiêu câu hỏi rối bời đặt ra, tôi gần như choáng ngợp trong đống câu hỏi đó. Và tôi cũng sợ nghe những câu trả lời. Liệu câu trả lời ấy có phải là chân thật khi thời gian khiến cho mọi điều có thể thay đổi? Cái gì đến sẽ đến. Tôi cùng anh trên chiếc taxi đưa anh ra sân bay. Lúc này, anh chỉ nắm tay tôi thật chặt, không nói thêm bất kỳ lời nào. Tôi nhận ra,
tay anh thật to, thật chắc. 2 ngày, 48 tiếng, tôi và anh đã là của nhau. Có những thứ tôi gìn giữ bao lâu lại chấp nhận cho anh trong phút chốc. Tôi biết gì về anh? Một Việt kiều Nhật, 25 tuổi, chấm hết. Nhưng tất cả niềm tin của tôi đều đặt ở anh. Nước mắt tôi trào ra, trong giây phút đó, tôi ôm chặt lấy anh. Tôi chỉ biết mình yêu anh. Lúc sân bay cất loa gọi, tay tôi đột ngột níu lấy anh một cách vô thức. Anh đi thật sao anh? Đến lúc này, tôi cũng ngờ ngợ rằng chuyện anh gặp tôi đó, yêu tôi đó, cùng tôi trải qua 48 tiếng đồng hồ chỉ là giấc mơ. Rồi anh cũng đi. Tôi đứng đó một mình, cố trông theo giây lát, rồi quay về nhà. Gần 1 giờ sáng. Gió đêm thổi tốc vào mặt, lạnh căm. Tôi không mặc áo khoác, nghe hơi lạnh thổi cả vào tâm hồn. Giá mà trời lạnh hơn tí nữa, không chừng tâm hồn tôi cũng sẽ đóng băng theo. Anh đi, để lại tôi trong nỗi nhớ thương vô bờ, càng rơi vào sự cô đơn sẵn có. Những cú điện thoại gọi về cho tôi, tiếng anh nhẹ nhàng hỏi tôi có đợi anh được không? Tôi đáp, được, dù trong lòng hoài nghi về chính mình. Tôi nói với đứa bạn thân về anh, về việc tôi đã bắt đầu cho một tình yêu mới. Nó bảo, mày điên à? Mày vì một người tình 2 ngày mà chờ đợi như thế sao? 1, 2 hay 5 năm hay hơn nữa. Mày đánh đổi cả một thời tuổi xanh và có chắc nhận được lại những điều mày đáng phải có. Tao không biết. Tôi thở nhẹ, nhìn rất lung ra ngoài đường. Những chiếc xe hối hả lao đi. Những tháng ngày dài lại nối tiếp nhau. Tôi vẫn sợ, những nỗi sợ mơ hồ cố hữu, vẫn hay khóc thầm và nhớ anh. Có những giây phút, tôi cô đơn kinh khủng. Những tối thứ bảy, tôi cà phê một mình và nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau đôi lúc thành sự tị hờn khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối tuần. Người ta bảo, sự chờ đợi nào cũng sẽ xứng đáng với cái nó sẽ có. Tối về nằm dài trong một ngày thứ bảy cô liêu, nằm trong căn phòng 16m², giam hãm mình trong 4 vách tường lạnh giá. Tôi khát khao một bàn tay, một vòng tay ấm. Có những người muốn đến với tôi, nhưng tôi không dám đến lại với họ. Tôi nghi ngờ tất cả, liệu mình thử yêu lần nữa, có thành công không hay lại tiếp tục ôm lấy đau thương. Một ngày như mọi ngày trôi qua, tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng mị êm đềm. Trong đó, tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên một con đường không người, rất bình yên. Câu chuyện 16m². Chưa đến mùa mưa mà ông trời đã giở trò keo bẩn trong trách nhiệm rót nắng. Thế nên cả ngày cứ âm âm u u, buổi sáng thức dậy, hai hàng cây trên phố lười rửa mặt, giật dựa gục đầu vào nhau. Cố gắng che giấu những chiếc lá ủ rũ bám đầy bụi khói, thỉnh thoảng hé mắt thờ ơ nhìn xuống dòng người nhung nhúc chen lấn nhau chạy quáng quảng trên phố. Hệt như một bức tranh có bố cục chật chội lại bị dùng quá nhiều tông màu lạnh, để rồi gây nên một cảm giác trầm uất và khó thở cho người xem. Thứ bảy cơ quan ít việc nên phải sáng tác ra một lý do để lẩn trốn, bèn bịt mũi khiến giọng ngày nghẹt đúng kiểu người bị cảm cúm, gọi điện xin sếp cho nghỉ. Chẳng biết sếp có tin không nhưng vẫn ừ một cách miễn cưỡng, mà nếu không cho thì nhân viên cũng đã quyết ngã bệnh rồi, đành phải ừ thôi. Nằm chăn qua trở lại một chốc thì chán, bật TV kênh nào cũng thấy toàn những chương trình ca nhạc nếu không nghèo nàn tẻ nhạt thì cũng giật một thứ lai căng. Đành cưỡi xe xuống phố, định bụng ra quán cà phê quen. Nhưng vừa ló mặt ra đường đã thấy đám đông nghẹt cứng, mặt mũi liền tối sầm. Thấy người bỗng dưng mệt ra, có vẻ như bị cảm cúm thật. Bèn lập tức hiểu ngay ra rằng sáng thứ bảy thế là đã bị phá hỏng rồi. Vì trời âm u và vì người nhung nhúc, rốt cuộc là quay xe trở về. Mà về đâu? Còn về đâu nữa, ngoài căn phòng 16m². Tôi sống và làm việc trong những căn phòng 16m². Những căn phòng 16m² luôn được tận dụng triệt để mọi khoảng không gian từ mặt bằng cho đến mặt đứng, nhằm đặt để treo móc ốp, nhiều loại máy móc. Có quá nhiều loại máy móc tồn tại trong những căn phòng 16m². Nào là máy in trắng đen nhãn hiệu Hải Phòng LaserJet 5M, nào là máy in màu Epson Stylus Color 900, nào là máy ScanJet 4C,
nào máy scanner Epson 1600 Pro, nào máy lạnh hiệu Fico ngựa rưỡi hay hai ngựa. Rồi thì các máy vi tính thuộc hệ phong cách và Macintosh, cả những loại máy móc khác nhỏ bé hơn nhưng cũng tinh vi hơn như máy quay phim kỹ thuật số hiệu Kodak, máy ảnh cũng kỹ thuật số hiệu Nikon. Và đấy là văn phòng thiết kế, nơi tôi cật lực lao động 8 tiếng không muốn và cả không dám mệt mỏi hay nói đúng ra là phải cố gắng che giấu sự mệt mỏi. Rồi khi trở về nhà, cũng với căn phòng 16m², nơi tôi thường xuyên bật nút power chiếc máy vi tính phong cách, lại máy vi tính. Với bộ vi xử lý Pentium 3 đang trở nên lạc hậu thê thảm, để thiết kế vài việc vặt có được từ những mối quan hệ hoặc ơ hở hoặc thân thiết. Rồi còng lưng gõ văn bản, trao đổi email hay nghe nhạc Megapixel 3. Chiếc máy hát cũ mềm chỉ có giá trị kỷ vật hơn là giá trị sử dụng, vứt chỏng trơ nơi góc tường răng đầy bụi và mạng nhện, chiếc TV hiệu Samsung loại 17 inch màn hình phẳng. Tuy còn mới cáu nhưng một hôm nọ nổi máu hâm, tôi đã cho vài vệt sơn dầu màu vàng cam khiến nó đánh mất vẻ hài hòa sang trọng và trở nên cực kỳ lố bịch. Khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn, đành quay ra o bế cái đầu máy DVD có linh kiện ngoại được lắp ráp tại nội địa. Nhưng chỉ chuyên đọc những đĩa VCD tàu kém chất lượng nên mắt đọc đã mù đi nhanh chóng, khiến 6 tháng một lần tôi phải vác đi cân chỉnh lại. Còn gì nữa nhỉ? Trong căn phòng 16m², còn rất nhiều. Những thứ linh tinh được đặt để treo mắc ốp. Vào mọi khoảng trống có thể, những vật dụng cần thiết tối thiểu cho một đời sống độc thân và cả những thứ chỉ có tác dụng trang trí. Mà vì phút ngẫu hứng nào đó hoặc thậm chí là đua đòi, tôi đã tha về khủng bố thêm cho căn phòng một vẻ chật chội quá tải. Bằng cách đó, tôi khai thác triệt để tuổi trẻ của mình trong những căn phòng 16m². Những đêm mất ngủ, tôi nghĩ rằng rất có thể suốt quãng đời thanh niên, tôi sẽ phải lặn ngụp trong khói bụi phố phường và trú ẩn trong những căn phòng 16m² hiếm khi có cửa sổ. Sáng tôi ra đi và khuya tôi trở về. Những chiếc máy đủ thứ kiểu dáng, đủ thứ nhãn hiệu, đủ thứ công năng được bật lên, tỏa ra đủ tầng nấc nhiệt lượng, vang lên đủ thứ tiếng kêu sinh động và khắc khoải. Tôi khai thác chúng và chúng khai thác lại tôi. Chúng hút lấy tôi, bám lấy tôi, tiêu phí tiền bạc, sức khỏe, thời gian của tôi và tôi nuôi nấng nỗi cô đơn lẫn ích kỷ của mình trong những căn phòng 16m² có quá nhiều máy móc. Mày giàu có quá. Nghệ Hâm khẽ nói cái câu đã nói đi nói lại quá nhiều lần, khiến tôi thấy chúng vô hồn như thứ âm thanh digital được ghi sẵn vào đĩa rồi phát ra từ một trong những cái máy đang hiện diện trong phòng. 30 phút trước đây, Nghệ Hâm đã rời bỏ căn phòng cũng 16m² của nó, chạy rong trên phố mà không hề dừng lại một nơi nào. Dù những quán cà phê bây giờ đã được đề cô công phu với nhiều kiểu dáng quyến rũ và sang trọng, những quán vườn thích hợp với type người ưa sự trầm tư cũng đã trầm tư hơn, nghĩa là các em phục vụ mặt cố ra vẻ man mác buồn. Nhạc vặn nhỏ volume cho rỉ rả, còn các chậu cây cảnh thì lòa xòa không cắt tỉa thái quá hòng tạo cảm giác thật tự nhiên. Tôi hiểu bạn tôi, rất nhiều lần tôi cũng đã chạy trốn căn phòng của mình bằng cách chạy rong trên phố như thế. Với hy vọng những tiếng động ầm ĩ của xe cộ, tiếng la hét, chửi bới của những người bán rong trên hè phố sẽ khiến tôi có cảm giác như đang vào cuộc bận rộn. Xét cho cùng đó là một sự bận rộn ảo, một đối xử độc ác với chính bản thân mình. Tôi thảy tôi ra đường với mục đích chối bỏ một thứ, để rồi phải hứng chịu nhiều thứ khác. Bằng cách đó, tôi đang giết dần tuổi trẻ của mình bên ngoài những căn phòng 16m². Nghệ Hâm lại hỏi, lâu rồi có gặp Min không? Tôi bảo rằng không thường lắm. Min là một trong những gương mặt bạn bè thân mà mỗi tháng chúng tôi chỉ còn có khả năng gặp nhau chỉ vài lần, còn phần lớn là liên lạc qua điện thoại. Bằng cách thông qua những thứ máy móc diệu kỳ, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện đáng lý ra phải được nói trong một không gian khác. Tôi nhớ một đôi lần, Min đến, thái độ uể oải và dè dặt. Trông nó bắt đầu béo ra ở bụng vì ngồi quá lâu trước máy vi tính vào ban ngày và các quán bia vào ban đêm. Nó nhìn quanh căn phòng của tôi như so sánh rằng giữa tôi và nó ai sẽ giàu hơn bằng cách đếm và ước lượng tổng số tiền tôi mua sắm những thứ máy móc hiện đại đó. Tao không còn sống chật vật như trước, nhưng đã nếm thấy mùi nhàn nhạt của đời. Hình như tao đang chai sạn và lạnh lùng, thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Bệnh của những người thành đạt sớm đấy mà tôi nhận xét, hơi mai mỉa và thoáng chút đố kỵ. Mày nghĩ như thế thật à? Thành đạt.
Hừ, cái câu chưa mua được đất chưa cất được nhà là nỗi ám ảnh thường trực của tất cả những kẻ ngụ cư và nhập cư như tụi mình. Tao đã vượt qua được vế đầu, nhưng đã cảm thấy mệt mỏi vì hai từ thành đạt. Mày mông lung quá. Có người cả đời không vượt qua được phân nửa câu nói ấy đâu. Mày phải biết hài lòng chứ. Nói xong thì cảm thấy lòng quặn đau một chút và trái tim gần như bị tổn thương một chút. Có ai mà biết hài lòng về mình bao giờ? Ừ, nhưng tao bỏ vẽ rồi. Vẽ vời. Máy tính có thể đẻ ra tiền nhưng không ai nặn sơn dầu ra mà ăn cả tôi chống đối yếu ớt. Câu chuyện vẫn miên man và rối rắm như thế, cho đến lúc chiều ập xuống. Thật ra, căn phòng tôi ở không có những buổi chiều, khái niệm chuyển biến về thời gian là không tồn tại. Vì nó tối tăm mờ mịt, tôi luôn phải bật tất cả các đèn nhưng không đem lại hiệu quả ánh sáng như mong muốn. Tôi luôn thèm khát một căn phòng có thật nhiều cửa sổ, một căn phòng tràn trề ánh sáng. Khi hiểu ra sự thèm khát trong tôi, Min đã kết luận, mày đòi hỏi quá. Mày đòi hỏi quá, căn phòng của tao còn tối hơn. Nghệ Hâm cũng kết luận, hệt như Min, khiến tôi hoang mang nghĩ rằng có lẽ mình đòi hỏi thật. Nó lại rít thuốc, ngồi dựa lưng vào tường, thở ra những vòng khói mang hình còng số 8. Đúng là bi kịch, khi nó công phu tập luyện cái trò ấy cho điệu nghệ thì khốn thay, chiếc còng số 8 ấy còng cuộc đời nó vĩnh viễn vào khói thuốc. Nhưng nó chẳng hối tiếc, ở đời ai cũng phải lệ thuộc vào một thứ gì đó. Như giống đực và giống cái phải lệ thuộc vào nhau. Tách riêng ra, đàn ông lệ thuộc quyền lực còn đàn bà lệ thuộc tình cảm. Chia nhỏ ra nữa, tao lệ thuộc vào ảo giác còn mày lệ thuộc vào những cái máy. Và tổng kết lại là tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào những căn phòng, rằng không ai đủ can đảm phơi cuộc đời mình ra dưới ánh sáng mặt trời và những đám mây. Người ta gọi những kẻ không có chỗ chui ra chui vào là dân lang thang cùng quẫn, là dân màn trời chiếu đất. Đấy mày xem, rồi ai cũng phải dính chặt đời mình vào những căn phòng. Cả khi chết đi, chúng ta cũng bị lèn chặt lại bởi xác trà và hàng mớ vật dụng khác, rồi nhét vào một chiếc hòm chật chội tù túng. Không ai dám nằm chết thong thả dưới ánh mặt trời. Người ta sẽ gọi đó là một cái chết bất hạnh của những kẻ vô gia cư. Chúng tôi bỗng dưng im lặng sau câu nói ấy. Không gian chuyển động rậm rịch bên ngoài nhưng chẳng thể xua đi sự ngưng đọng trong căn phòng. Tia nắng, sợi gió rủ nhau đi hoang, nhòm ngó vào những căn phòng tăm tối bằng thái độ sợ hãi và tránh né. Cuối cùng, không chịu đựng nổi cảm giác tù túng, chúng tôi phải rời phòng đi ra quán. Ở cái quán nhỏ cũ kỹ, không tên, nơi giọng thái thanh nhà tơ vướng vít trên những tán cọ vây bọc khắp lối đi, chúng tôi cùng nhau bàn luận về âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, văn học và muôn vàn những vấn đề phức tạp trong nghệ thuật. Nói say sưa, nói như bị bệnh dịch, nói về tất cả nhưng lại cố tránh né nói về tình trạng của chúng tôi, rằng làm cách gì để chúng ta thoát ra khỏi những căn phòng 16m². Rất khuya, tôi trở về nhà. Như một thói quen, tôi lại bật quạt cho chạy do rồi khởi động máy tính để kiểm tra email, nhận mấy mẩu quảng cáo hấp dẫn truyền đi trên mạng, tìm kiếm và download vài ca khúc Megapixel 3 mà mình quan tâm. Sau đó tắt hết tất cả đèn và đi ngủ. Lúc ấy, vũ trụ chợt hiện ra. Bao giờ vũ trụ cũng sẽ hiện ra khi tôi tắt hết đèn. Đó là một bầu trời sao vĩ đại nằm trong diện tích trần 16m². Khi tôi dọn về nơi ở mới, tất cả đã hiện diện như thế. Chủ nhân trước của căn phòng đã kỳ công đính những ngôi sao nhỏ li ti bằng một loại chất liệu hấp thụ nhiệt và phản quang trong đêm tối, khiến chúng trở nên lung linh huyền ảo như một bầu trời sao thật sự. Hàng đêm, để dỗ mình vào giấc ngủ, tôi luôn trong mắt ngước nhìn bầu trời để đếm sao mà chưa bao giờ biết chính xác có bao nhiêu ngôi sao tất cả. Bằng cách đó, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ của mình trong những căn phòng 16m². Ở lại với anh đêm nay, khi tôi nói ra câu này, mặc dù đã thay chữ ngủ bằng chữ ở cho có vẻ trong sáng, nhưng thật lòng tôi vẫn thèm dùng chữ ngủ hơn. Em tát cho tôi một cái khiến tôi phút chốc thấy được cả bầu trời sao khi chưa kịp tắt đèn. Tình huống này hệt như một cảnh phim tôi và em từng xem. Nhưng khác trong phim, sau khi giáng một cái tát cực mạnh, thay vì bỏ đi, em đã ở lại. Và đúng như lời cầu khẩn của tôi, em đã ở lại mà không ngủ với tôi. Khi nhìn thấy bầu trời sao, em đã khóc rưng rức.
Nhưng rồi một ngày kia em không đến nữa, ước mơ của tôi cũng sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể dùng từ phản bội để quy tội cho em. Trong đời sống có muôn vàn những cuộc chia tay không đoán trước, có rất nhiều lý do để biện minh. Vì xúc động, tôi nhanh trí dối em rằng tôi đã kỳ công làm ra vũ trụ ấy cốt để em vui. Và em vui thật, sau khi ngừng khóc, em cùng tôi vẽ ra một viễn cảnh về một tương lai rực rỡ. Rằng chừng vài ba năm nữa, bằng tất cả nỗ lực của hai đứa, chúng mình sẽ vượt qua được cả hai vế của câu nói ám ảnh với dân ngụ cư, chưa mua được đất, chưa cất được nhà. Chúng mình sẽ nhân bản hình thức vũ trụ như thế này cho tất cả các căn phòng, bất kể nó có nhỏ hơn diện tích 16m², bất kể nó là phòng ngủ, phòng ăn hay toilet. Con chúng mình cũng sẽ được sinh ra dưới vòm trời đầy sao như thế này. Vì em sẽ không đi từ rũ, mà sẽ rước hẳn bác sĩ sản khoa về nhà. Em nói miên man, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, bỏ tôi bay lượn một mình với niềm hạnh phúc choáng ngợp. Vậy là, tôi đã tìm kiếm được tình yêu của mình trong những căn phòng 16m². Nhưng rồi một ngày kia em không đến nữa, ước mơ của tôi cũng sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể dùng từ phản bội để quy tội cho em. Trong đời sống có muôn vàn những cuộc chia tay không đoán trước, có rất nhiều lý do để biện minh. Dù rất đau buồn, tôi vẫn phải đi về về căn phòng nhỏ của mình, chia sẻ những tiếng động khắc khoải tỏa ra từ các loại máy móc. Ngước mặt nhìn bầu trời sao trước khi đi ngủ và cố hy vọng đêm nào đó, em hoặc một người tương tự em sẽ quay lại. Tôi luôn tin là em sẽ quay lại. Tôi sẽ cố gắng để không đánh mất niềm hy vọng của mình trong những căn phòng 16m². Min đã xây được nhà và chuẩn bị cưới vợ. Nó hay điện cho tôi, cười nhiều và hứa giúp đỡ tôi về mặt tài chính cho đợt triển lãm tranh sắp tới. Trong những buổi chiều thứ bảy, tôi vẫn đến quán nhỏ một mình, nơi tiếng hát sầu não của Thái Thanh lan dài trên những tán lá cọ loang nước vì cơn mưa chút xuống ban chiều. Nghệ Hâm thỉnh thoảng ngủ lại phòng tôi, tranh luận đủ thứ về âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, văn học. Sau cùng chúng tôi bàn về một kế hoạch cụ thể hơn là mở một văn phòng thiết kế. Chúng tôi sẽ vay vốn của Min, dù sao nó cũng là bạn tốt. Hàng đêm, tôi vẫn không ngừng xây dựng tương lai của mình trong những căn phòng 16m². Ôi những căn phòng 16m² có quá nhiều máy móc. Tất cả những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến đóng góp gì, xin để lại bình luận dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những nội dung đặc sắc đến từ kênh Sắc Màu Tâm Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.